Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Ô tô Thiện Nhân. Hôm nay chúng tôi sẽ lại rất là vui mừng được giới thiệu đến các bạn một chiếc xe bán hàng lưu động của một đơn vị họ làm về bánh mì. Đây là một trong những cái sản phẩm mà có cái thùng cao cấp nhất của Ô tô Thiện Nhân thời điểm hiện tại. Cao cấp nhất là những điểm gì thì tí nữa thì mình và các bạn sẽ cùng đi tìm hiểu. Đây là một chiếc xe màu trắng nha. Các bạn nhìn trên màn hình thì các bạn sẽ thấy nó là màu cam. Nhưng thực tế ở đây là đa phần tất cả các cái màu cam này đều được dán đề can hết. Nó không phải là cái màu sơn nhé. Đấy các bạn nhìn, cái chiếc xe này có đầy đủ các cái option mà một chiếc xe bán hàng lưu động cần có. Tí nữa mình và các bạn sẽ cùng đi tìm hiểu. Đây này, các bạn nhìn ở đây, tất cả đây đều là lớp dán đề can nhé. Không phải là sơn đâu. Đây này, các bạn nhìn đây này. Đây nó sẽ có cái viền trắng này. Tại vì xe này hiện tại là màu trắng, bởi vì mình chỉ dán phủ đề can lên thôi. Đây cả cái chân gương này, những cái chi tiết nhỏ nhất thì mình cũng làm. Đấy, nó là màu trắng thôi chứ không phải là màu cam như này đâu. Đó, cả phần ria rồi vỏ ngoài đều là bằng đề can hết. Rồi mình nói lại một chút về chiếc xe Đông Ben T30 bán hàng lưu động. Chiếc xe này sử dụng cái động cơ 1.5 lít, sản sinh cho công suất là 80 kW ở 5.200 vòng quay một phút. Nó sẽ tiêu hao nhiên liệu khoảng 7 lít cho 100 km. Thế nhưng mà với chiếc xe bán hàng lưu động thì chúng ta sẽ không quan tâm nhiều đến cái tiêu thụ nhiên liệu của nó, mà chúng ta quan tâm chủ yếu là cái hiệu năng sử dụng và cái nhu cầu sử dụng của chiếc xe này. Cái đơn vị này họ bán về bánh mì, các bạn nhìn này. Nếu họ đi ra ngoài đường, họ trưng bày nó ở một cái địa điểm nào đó thì người ta sẽ biết rằng đây là cái xe bán bánh mì đó. Ở đây có cái thông tin của họ này, Sapo Bakery này, rồi là hotline, vân vân, tất cả mọi thứ được thể hiện đầy đủ ở trên thân xe như thế này. Ở cái trên cùng cái mình đang chỉ tay đấy, đó là chính là cái bộ để cái phần để chứa cái tét nước. Ở đằng sau này thì với cái thiết kế là họ muốn làm đằng sau là một cái thùng cắt tông. Đấy, và Sapo Bakery, người ta nhìn vào là không biết được mình bán cái gì. Rồi bây giờ mình và các bạn sẽ cùng đi đến cái quan trọng nhất của chiếc xe này, đó chính là cái thùng. Đây mình có một mình nên nó hơi khó để các bạn chịu khó thông cảm với mình nhé. Rồi, ở đây thì luôn luôn là sẽ có một cái lẫy để chúng ta mở ra đó, các bạn nhìn đó. Đây, để mình mở hẳn phần này ra. Các bạn có thể là bỏ cái lẫy này ra này, sau đó chúng ta sẽ có cái phần bước chân lên như thế này. Đó, mình mở hẳn nó ra cho các bạn xem. Ở đây nó có một vài cái lẫy, chúng ta phải mở ra chứ không mới mở lên được. Yeah. Đây, sau khi mà mở ra thì các bạn nhìn này, đây là một chiếc xe đặc biệt. Ở đây nó có một cái option, đó chính là cái khoang lạnh đằng sau trong kia. Các bạn nhìn thấy cái lốc điều hòa chưa? Đấy là một trong những cái bộ phận đặc biệt của cái chiếc xe này. Ngoài ra thì khi mở cánh ra thì cái đơn vị này thì họ lại không yêu cầu mình thiết kế thêm cái cửa nóc kia, là có cái đề can hai bên này cũng vậy, họ không yêu cầu. Thế nên là bên mình làm theo đa phần theo đơn đặt hàng nên cái phần đó mình bỏ qua. Ở đây các bạn sẽ nhìn thấy một cái bộ hệ thống ắc quy này, đó, ắc quy 150A và bộ đổi nguồn 3000 xin chuẩn để cung cấp điện cho cái hệ thống này, cho phép các bạn là có các đèn led sáng lên, rồi là cung cấp điện cho cái hệ thống điều hòa này. Đấy, hệ thống điều hòa này mà không cần phải dùng đến điện lưới. Ở đây chúng ta có một hệ thống lavabo chậu rửa này để chúng ta có thể sinh hoạt ở trên này, hệ thống bơm đằng trong này. Đấy, và tét nước. Rồi, đa phần cái sản phẩm này là cái sản phẩm thùng cao cấp nhất, thế nhưng mà nó sẽ có một vài cái đặc biệt hơn so với những chiếc xe khác nhé. Chúng ta có hệ thống điện này, điện đây là điện lối đến điện lưới này để chúng ta trả tiền điện cho những cái đơn vị hộ dân mà cho chúng ta thuê. Trên này nó khá chứa đồ này, các bạn có thể thay thế bằng tem nước ở trên này đó. Rồi về cơ bản thì là một chiếc xe bán hàng lưu động, nó sẽ có những cái như vậy. Chúng ta sẽ có đầy đủ những cái thứ mà chúng ta cần cho một chiếc xe mà có thể đứng được ngoài đường để bán hàng. Cái sản phẩm này thì không dán đề can ở hai bên, thế nên là mình sẽ không mở cái phần ria. Cái chiếc xe này chuẩn bị đi giao. Thì trong nội dung video này thì mình cũng đã giới thiệu cho anh em một chiếc xe, cho các bạn một cái chiếc xe bán hàng lưu động khá là đặc biệt. Nếu các bạn quan tâm đến những cái sản phẩm như thế này thì có thể gọi cho mình. Đấy, thì về chiếc xe Đông Ben T30 bán hàng lưu động thì nó có đầy đủ những cái trang thiết bị cần thiết cho các bác tài xế
đấy là điều hòa hai chiều, trợ lực lái điện, kính điện, khóa điện, FM radio, đèn trần, mọi thứ cũng rất đầy đủ nhá. Đấy, các bạn sẽ không thiếu cái gì cả. Ở đây là một cái rắc cắm để chúng ta có thể là cắm vào đường điện vào đây và chúng ta cắm vào nhà dân. Đấy. Nếu các bạn mà có ý tưởng bán các loại hàng hóa di động như thế này, có thể gọi cho mình 0987 3322. Hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau. Chân thành cảm ơn.